năm 2008, tập đoàn Amway chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu, công ty đã cam kết phát triển dài lâu bằng việc xây dựng nhà máy đầu tiên tại khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Không chỉ tạo ra những sản phẩm chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Năm 2009, đạt chứng chỉ ISO 9001. Năm 2012, là công ty bán hàng trực tiếp đầu tiên nhận được các chứng chỉ ISO 14001 và OSAS 18001. Năm 2014, đạt chứng chỉ ISO 22000 về an toàn thực phẩm. Lần thứ hai liên tiếp đạt thương hiệu đáng tin cậy tại giải thưởng Rồng Vàng. Năm 2015, đạt giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam trao tặng. Mà Amway Việt Nam còn mang đến cơ hội kinh doanh cho hơn 300.000 nhà phân phối. Phát triển mạnh mẽ với 10 trung tâm phân phối và 2 cửa hàng trên cả nước, cùng 3 trung tâm huấn luyện tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Công ty chú trọng đầu tư huấn luyện, nâng cao kỹ năng cho các nhà phân phối, với hơn 600.000 lượt nhà phân phối tham gia huấn luyện. Không chỉ tập trung phát triển kinh doanh, Amway Việt Nam cam kết trách nhiệm với cộng đồng, mang nụ cười và hy vọng đến với trẻ em kém may mắn. Dựa trên triết lý kinh doanh đúng đắn và các giá trị cốt lõi, sau hơn 7 năm, công ty Amway tiếp tục phát triển lớn mạnh, dẫn đầu thị trường bán hàng trực tiếp tại Việt Nam. Và tiếp nối những thành công đó, vào tháng 9 năm 2015, một cột mốc quan trọng, một niềm tự hào mới, đó chính là nhà máy thứ hai tại Bình Dương. Amway là công ty bán hàng trực tiếp duy nhất tại Việt Nam, có 2 nhà máy sản xuất. Điều này đã chứng minh cho sự cam kết dài lâu của tập đoàn tại thị trường Việt Nam. Ba dây chuyền sản xuất với công suất hơn 23 triệu sản phẩm trên một năm. Những sản phẩm chất lượng này không chỉ được phân phối tại thị trường Việt Nam mà còn xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á. An toàn về lao động và lưu trữ luôn là yếu tố ưu tiên hàng đầu của nhà máy Amway tại Bình Dương. Tháng 9 này là một dấu mốc vô cùng quan trọng đối với tất cả các nhà phân phối của Amway Việt Nam khi chính thức khai trương nhà máy thứ hai tại thị trường. Chúc mừng Amway Việt Nam. Xin chúc mừng công ty Amway đã chính thức khai trương nhà máy thứ hai. Điều này cho thấy niềm tin của công ty vào năng lực của nhà phân phối và cũng một lần nữa cho thấy sự cam kết lâu dài và phát triển bền vững của công ty Amway tại thị trường Việt Nam. Khai trương nhà máy thứ hai tại Bình Dương, một lần nữa Amway khẳng định vị thế của mình tại thị trường Việt Nam. Xin chúc mừng công ty Amway. The opening of our second Amway factory is an important milestone and it demonstrates our long-term commitment to Vietnam. All the products will be manufactured under the strictest quality standards to help our leaders build their business on a strong foundation. Chúc mừng nhà máy mới của Amway, công ty bán hàng trực tiếp số 1 tại Việt Nam.